Họ là những người thợ giỏi, người có những năng khiếu, tài năng bẩm sinh. Là người trực tiếp bảo tồn và truyền dạy các giá trị văn hóa dân gian và đang ngày ngày sáng tạo những giá trị tinh thần mới cho văn hóa dân tộc. Người giữ lửa văn hóa truyền thống. Đó là các nghệ nhân dân gian và được UNESCO coi là báu vật nhân văn, ký sự truyền hình Vĩnh Phúc phát sóng vào thứ Sáu tuần thứ Hai hàng tháng. Không biết câu ca dao Mộc Tứ Xã, Ngõ Ngân Canh có từ bao giờ, chỉ biết rằng nghề Mộc Tứ Xã đã nổi tiếng từ những năm đầu thế kỷ 20. Tứ Xã này thuộc địa phận thị trấn Thành Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, bao gồm 4 làng Xuân Lãng, Yên Lan, Hợp Lễ, Minh Lương. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, thợ Láng Thành Lãng ngày càng nổi tiếng với nghề mộc truyền thống, còn được lưu giữ và phát triển theo phương thức cha truyền con nối. Lãng xác định phát triển cái làng nghề mộc vẫn là cái nhiệm vụ trọng tâm vì nó là nguồn thu nhập chính của nhân dân. Thế thì hiện tại Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên đã và đang thi công cái cụm công nghiệp làng nghề. Kỳ vọng của địa phương khi cụm công nghiệp làng nghề đi vào hoạt động thì thứ nhất là sẽ phát triển được cái nghề mộc bền vững và phát triển kinh tế. Thứ hai sẽ giảm thiểu được ô nhiễm môi trường trong địa phương chúng tôi. Đến nay, quy trình làm đồ mộc của Thành Lãng luôn kết hợp giữa cách làm hiện đại và truyền thống để cho ra những sản phẩm tinh xảo. Để có được những thành quả như ngày hôm nay là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của những người thợ gỗ tài hoa nơi đây. Trong đó nổi bật nhất là anh Dương Văn Hoạt, sinh năm 1971, một trong những nghệ nhân thợ giỏi của nghề mộc truyền thống Thành Lãng. Sinh ra và lớn lên tại làng mộc Hợp Lễ có từ lâu đời. Ngay từ nhỏ, tiếng đục, chạm, mùi gỗ cùng những sản phẩm điêu khắc đã thấm đậm trong anh. Tôi gắn bó với nghề mộc từ năm lâu lắm rồi, từ năm học cấp 2 tôi cũng đã làm nghề mộc theo bố dắt đi làm các nơi xa, rồi sau khi đó mãi sau đến năm học hết cấp 3 là năm 1989 thì bắt đầu tôi chuyên sâu về nghề, chuyên về đục chạm. Được cha ông truyền nghề cùng với tinh thần cần cù chịu khó, ham học hỏi, lại có năng khiếu nên kỹ năng làm mộc của anh tiến bộ rất nhanh. Anh Hoạt đã làm ra rất nhiều sản phẩm có giá trị, đòi hỏi trình độ kỹ, mỹ thuật cao như tranh gỗ treo tường, hoành phi câu đối, nội thất đình chùa, bàn ghế, tủ sập chạm khắc. Năm 2006, anh Dương Văn Hoạt đã được công nhận là một trong 12 thợ thủ công giỏi của tỉnh. Bên cạnh đó, anh còn thường xuyên được mời đi dự hội nghị hàng thủ công mỹ nghệ dành cho các nghệ nhân tiêu biểu, hội nghị sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu. Những tác phẩm do anh Hoạt sáng tạo đều mang tính nghệ thuật cao, bởi anh đã từng theo học 2 năm tại trường Cao đẳng Nhạc họa Trung ương. Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên việc học dở dang và nghề mộc chính thức gắn bó với anh từ đó. Anh đã cố gắng nuôi dưỡng niềm đam mê mỹ thuật vào những tác phẩm mộc của mình. Tranh Tứ Quý, Hoa Phong Lan đều là những tác phẩm đạt giải cao của anh khi tham gia các cuộc thi. Với một nghệ nhân, sự sáng tạo là không bao giờ có giới hạn. Tác phẩm này của anh thì anh làm khi nào và vì sao lại có cái ý tưởng làm cái tác phẩm này đấy ạ? Xuất phát từ cái nhu cầu cuộc sống thực tế, nhiều người dân rất thích hoa phong lan. Các cái phòng khách đều có, rồi nhà cửa đều trang trí một vài giò hoa phong lan. Cũng từ cuộc sống đó thì cái nghề mộc của chúng tôi nó cũng đi song hành với những cuộc sống của người dân. Thì tôi sáng tác ra cái tác phẩm. Trong cái khâu làm những cái tác phẩm như thế này thì anh thấy khó nhất là trong cái khâu nào? Có nhất là cái khâu là mình thiết kế sao để cho một cái bố cục nó được hài hòa, làm sao cho cái sản phẩm mà làm nó vừa hạ giá thành được, mà hai nó vừa có như đáp ứng được người tiêu dùng về mặt mỹ thuật. Những cái tác phẩm lớn thì mình cũng chỉ làm những tác phẩm vào
chủ yếu là về đình chùa rồi thì các cái nơi văn hóa cộng đồng, thì còn thì trong những tác phẩm bán cho những người tiêu dùng thì cũng không nhớ được. Chỉ cần nhìn thoáng qua những sản phẩm tại cơ sở của anh Hoạt, chúng ta cũng có thể cảm nhận được sự tỉ mỉ cũng như niềm đam mê mà người nghệ nhân ấy đang thổi hồn vào từng thớ gỗ. Những con chim hạc, những chiếc lá, cánh hoa được chạm khắc tỉ mỉ cầu kỳ, sống động như một bức tranh ba chiều. Cũng chính bởi cái thần mà mỗi sản phẩm của nghệ nhân tạo ra đã thu hút khách hàng đến với xưởng mộc của gia đình anh. Thực sự là đây là người giới thiệu, người gọi là quen mà gần rất nhiều sản phẩm đây rồi. Thì mình sang thì tư vấn rất nhiệt tình và làm thì mình thấy rất ưng ý. Hiện tại giờ thì đang tỉa tót cái mẫu sản phẩm của mình. Mình thấy cũng nhất là về mẫu mã thì là tư vấn nhiệt tình và làm rất đẹp. Thứ hai là cái làm kỹ. Hơn 40 năm gắn bó với nghề, đôi tay cầm đục của anh đã trở nên lão luyện, nhẹ nhàng, uyển chuyển. Cùng kinh nghiệm và niềm say mê sáng tạo, đôi bàn tay tài hoa đó ngày càng làm ra những tác phẩm nghệ thuật từ gỗ có giá trị cao. Mỗi một cái sản phẩm gì của anh là ra đời là một cái sản phẩm mới là anh là rất chi là trăn trở ấy ạ. Và anh rất là nỗ lực và cố gắng mà đến thời điểm đến tận bây giờ là anh ấy vẫn là luôn luôn học hỏi. Để có được một sản phẩm chất lượng đẹp tinh xảo từ gỗ, đòi hỏi người thợ phải bền bỉ, khéo léo, tính toán căn cơ, chuẩn mực trong từng chi tiết. Đồng thời cũng tốn rất nhiều thời gian, đặc biệt là đối với việc chế tác đồ thờ cúng như ngai thờ, hoành phi, câu đối. Những sản phẩm này của anh đã thi công tại các công trình như Đình Phúc Lộc, xã Văn Tiến, Đình Xuân Đài, xã Nguyệt Đức, Đình Làng Xuân Lãng, thị trấn Thành Lãng, Đình Tam Hợp, huyện Bình Xuyên. Gặt hái rất nhiều thành công với nghề mộc, nhưng có lẽ điều khiến anh vui và hạnh phúc nhất chính là truyền được nghề cho con trai của mình. Học nghề chính bố của mình cho đến nay là cũng được hơn chục năm rồi. Đầu tiên là mình cũng học nghề, cũng bắt đầu tập làm thì mình cũng chỉ nghĩ là cái thời gian chống học nghỉ được nghỉ hè thì mình cũng gọi là làm cho vui. Nhưng mà xong rồi đến khi mình học xong, bắt đầu học xong cấp 3 là xác định luôn là mình không đi học nữa mà mình nghỉ ở nhà làm nghề. Thì từ lúc đấy là mình cũng có cái định hướng của mình là sinh ra và lớn lên cái làng nghề là từ nhỏ. Có những cái hợp với sở thích của mình và hợp với đam mê của mình là mình quyết tâm theo nghề. Đối với những người coi nghề mộc như tình yêu và lẽ sống như anh, thì việc được gắn bó với nghề, giữ lửa làng nghề chính là một niềm vui trong cuộc sống. Anh từng tham gia các lớp dạy nghề cho nhiều thế hệ thanh niên trong làng để duy trì và phát triển nghề truyền thống của quê hương. Vì vậy, việc những người con, người cháu của mình đã và đang giữ được nghề và phát triển nghề, đó là thành công của người nghệ nhân ấy. Năm nào tôi cũng tham gia dạy nghề, cũng là giáo viên dạy nghề của thị trấn Thanh Lãng. Mỗi một năm cũng có thể là cho ra những hàng khóa học hàng 15-20 học sinh trong một năm ra nghề. Mà cũng rất nhiều học sinh học nghề ở đây cũng trưởng thành làm nghề như tôi. Với anh Hoạt, mỗi một sản phẩm mộc làm ra, ngoài giá trị về kinh tế, nó còn chứa đựng cả tâm hồn và danh dự của người làm nghề và cả làng nghề truyền thống bao đời nay. Vâng, đầu tiên thì cũng do cái niềm đam mê, sau thì cũng cái đam mê đó mình thực hiện được, mình làm thành nghề thì rất nhiều khách hàng người ta tin dùng đến, cũng vì công việc, cuộc sống gọi là khi mà có nhiều khách hàng yêu cầu làm sản phẩm của mình trở thành đam mê hơn. Với những gì mà nghề mộc truyền thống mang lại cho mình, có lẽ nghệ nhân Dương Văn Hoạt không có gì phải hối tiếc với lựa chọn của mình năm xưa. Nghề mộc đã mang lại cho anh không chỉ là một cuộc sống no đủ, một gia đình đầm ấm, mà còn là cả một truyền thống quý báu mà bao gia đình tại làng nghề mộc Thanh Lãng vẫn đang lưu giữ và phát triển lan tỏa.